Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay là ngày đầu năm nha, con xin chúc các bác một năm mới thật là nhiều may mắn và sức khỏe nha. Đó, đầu vô con có những gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cho tới các bác. Rồi con có một mớ đồ con đưa lên cho các tham khảo, nếu bác nào thấy ưng được thì alo con nha. Đó, đầu vô con có cặp bánh nha. Hôm nay ngày đầu năm nha, con bán lấy vốn chứ con bán lấy lãi nha các bác. Đó. Rồi. Một cặp bánh này có cặp đùm san chin nha các bác. San chin. Đó, san chin da băng ha. Câm này thì câm câm inox ha, câm inox đầu thau niền niền nhôm Agaya 700C nha các bác. Đó. Cặp niền Agaya 700C chưa vệ sinh ha. Đó, cốt rồi zin nè, có vậy gì có nó có hàng tí xíu nha. Đó. Trời. Này cái bánh trước của nó ha. Cái này cái bánh sau luôn. Ừ, cái này nó có một cái clip cái clip xăng tua cổ nha các bác, clip xăng tua cổ. Nó niền cũng là niền Agaya vỏ ruột thì đi theo xe. Đó. Thấy ruột vỏ này cũng còn im nè. Đó, Agaya bên xe ha, ruột vỏ này nó cũng còn im nè. Cũng địa đùm cũng là đùm san chin da da băng nha các bác. Nó bộ của nó san chin da băng ha. Đó, còn còn kỹ hết da băng, san chin da băng ha. Cốt thì cũng có hàng thì tí xíu ha. Trời, cọc này con giao lưu đầu năm mới luôn, nó bán gì lấy vốn không lấy lời nha. 1.200.000 bao ship cho cặp bánh này ha. Đó, bác nội nghe lô con. Rồi con có cặp bidan luôn, cặp bidan nhôm nha các bác. Nhôm này của hãng Đài Loan nghe, nó có mớp méo chỗ này chút xíu nè. Ở bên đây thì lành lặn không có mớp méo gì hết nha. Đó, chỗ này thì nó có mớp tí xíu. Rồi, mất xíu này. Đó. Rồi, cặp bidan này con giao lưu với giá là 130k bao ship luôn nha. 130k bao ship cho cặp bidan này luôn. Bác nào thấy ưng được thì alo con luôn. Đó. Rồi, cái yên này nè. Avocat nha. Nó hàng theo xe nha bác. Cái này nó đóng US. Yên này thì bán nhiều rồi ha. Nó để là Only Vuitton như cái này nè. Đó, rồi nó gắt chỗ này ha. Đó, chỗ này. Đó, bác nào về nhà lọp lại hay gì đó ha, chơi. Còn nếu mình không lọp thì mình vẫn để bình thường, mình chạy xe cổ cổ cũng được. Rồi, cái này 100k bao ship nha. Rồi, bác nào được alo con. Rồi, bộ này là bộ xung tô cổ nha các bác. Nó nắp nít rồi thì ngon lành nè. Đó. Một bên có chữ, một bên không chữ nha, loại này nhiều rồi. Đó. Rồi, cái này là 300k bao ship nha các bác, bộ này nha, 300k bao ship. Mọi người nghe lô còn. Rồi, cái bộ này luôn. Shimano Trung Quốc nha. Đó. Hàng Trung Quốc. Sang dĩa theo xe nha, hàng Trung Quốc theo xe nha các bác. Đó, cái sang dĩa bằng sắt, cái đề tô này cũng hàng Trung Quốc luôn. Này đề 7 theo xe luôn. Rồi, cái này con giao lưu giá là 250k bao ship cho hai cái món này nha. 250k bao ship cho hai món này, bác nào nghe lô còn. Đó, còn có một bộ ngàm Diacom sơn trắng nha, 4 cục gom zin Diacom. Rồi, bộ này 700C nha, 700C chuẩn. Zin bán ngày mùng 1 thôi nha, bác mùng 1 không có bán giá này nữa nha. Mấy bác đừng có bị là có chết con à. Rồi, 300k bao ship. Nó 300k bao ship cho bộ này, bác nợ alo con. Bán ngày hôm nay thôi nha, mấy bác không có bị mốt, không có bị con mấy vụ kia nữa nha, mấy ngày kia xe hát là không có bị nha. Rồi, cái xăng tua cổ này. Cái này bằng nhôm, cái này bằng sắt. Rồi, 130k bao ship luôn. 130k bao ship. Đó, cái này thường ngày bán 200, này bán 130 đây. Rồi, 130 bao ship cho cái sàn dĩa này luôn, sân tua cổ bác nè, nghe lô con. Cái này bằng nhôm nè, khâu bằng nhôm ha, cái này bằng sắt ha. Rồi, 130. Cái đề này Shimano ha, FT sơn này, nhôm này, sắt. Đó, bánh xe đều zin, cái này bằng ngủ Shimano da băng nha các bác. Cái đề này là cái đề 7 nha các bác. Đó, đề 7 trên cái cặp bánh đó luôn, nó có clip 7 thằng tô cổ đó.
Rồi cái này hôm nay là với giá là 330k bao ship nha. Hôm nay giá 330k bao ship cho cái này thôi. Bác ngựng alo còn. Đó. Rồi có bộ giò dĩa của nó luôn ha. Nhôm. Sake da băng nha các bác, 165 sơn. Dĩa thì dĩa nhôm 50 40 ha. Đó, chưa vệ sinh chưa gì hết nha, găng thì vậy nè, vậy phịch luôn. Rồi, cái này hôm nay với giá là chỉ là 450k bao ship thôi. Đó, 450k bao ship cho cái món này. Đó, giò dĩa này nha, 50-40 nha các bác, dĩa nhôm luôn. Đó, rồi một bộ đầu sake da băng cúc, sake da băng bông tăng cúc tôm. Có chuồng bigaton như này luôn ha. Tay thắng thì tay thắng với cơm luôn. Có lỗ bắt thắng phụ luôn nha các bác, có lỗ bắt thắng phụ luôn. Ừ, đẹp chuông đồ luôn, đầy đủ luôn ha. Hôm nay thì chỉ cái này với cái giá chỉ có 800k thôi. Bán 800k giao bao ship cho mấy bác giao lưu đầu năm đó. Chứ thường ngày là con bán cái này tới cả triệu mấy nè. Này bán chỉ lấy vốn không lấy lãi nha. Rồi 800k bao ship cho cái bộ đầu này, bác nào ưng được thì alo con luôn ha. Riêng ngày hôm nay nha, nếu mà hôm nay con bán không được ngày mai con lên giá nha. Rồi con giới thiệu cho các bác một cái sườn xây 3 tiếp nhôm, xây cực kỳ đẹp luôn, xây 4 cao 49 ngang 52 nha các bác. Đó, số là số 4952, số đẹp luôn. Thường xe là 4953 mà hôm nay là nó chuẩn luôn, 4952 luôn, sườn 3 tiếp nhôm đẹp. Kiếm đồ ghim hết nha, sáng nước sơn đồ đẹp. Màu thì cũng có màu tím tím, hôm nay có một con này nó quá trời đẹp luôn. Đó, con có rửa sơ sơ rồi nha. Đó, cốt yên ghim sake nha, không kẹt không gì hết nha. Đó, có cái đèn lãi luôn. Đó. Chỉ có chạy chỗ này chút xíu nè, các bác chạy nước sơn chỗ này chút xíu nè. Đó, đó, chạy chỗ này chút xíu nữa nè. Rồi cho mấy chỗ khác đẹp hết luôn nha các bác. Đó, con này nó màu trắng với màu tím nha, tím tím hồng hồng cam cam như tùm lum hết trơn nha các bác, đẹp. Đó, một cái sườn 3 tiếp nhôm khá là đẹp. Thường ngày con giao lưu với sườn này cái giá là khoảng 2,7 triệu bao ship nha, hôm nay luôn, tri ân ngày mùng 1 đầu năm con bán với giá là chỉ là 2,400k, 2,450k bao ship thôi. Đó, cho bác nào nhanh tay ưng được cái sườn này. Hôm kia con bán một cây màu tím gì nè, y gì luôn. Mà con bán giá là 1,7 triệu, 2,7 triệu đó. Bữa nay là con bán 2,450k bao ship cho cái cây sườn này thôi. Đó, bác nào thấy ưng được thì alo con ha. Hôm kia mới cũng có bác kia một hộp. Sườn này là sườn 700C nha các bác. 3 tiếp nhôm là không có sườn nào khác ngoài 700C nha. Con nói trước rồi, hôm kia con bán cái sườn màu tím này cho bác ngoài Nghệ An cũng gì nữa. Ổng nói con là sườn 750, con tức quá, con mới quạo, con mới nói là 3 tiếp nhôm là không có sườn nào 750 nha. Mà ổng cãi, con tức quá, con nói không bán cho ổng, nhưng mà thực chất thì ổng cũng lấy luôn. Nhưng mà tội nghiệp ổng, không có coi clip thì ổng có coi, con cũng nói. Nó là con nhầm khi con giận quá, con nói không bán nữa, đem về, tại vì tính con nói vậy đó. Tại con bán đồ, con nói 700C là 700C. Còn không có cái chuyện mà 700C mà thành 750 được. Tại vì con bán hàng bây giờ con nói 750 thì con nói 750 đi, chứ con nói 700C chi cho khổ thằng luôn vậy. Đó. Nên con phải nói thật với là chẳng thà con không bán con đem về, chứ con đừng có nói con nói bậy là không được. Tại vì sườn 700C của người ta rõ ràng là sườn 700C mà sao nói 750 được. Đó. Và cuối cùng chú ấy cũng nhận luôn, nhưng mà con gái là con giận thì con nói vậy thôi, nhưng con gái mà khách hàng mình mua được thì mình mừng. Nhưng con gái là nhầm khi mình giận mình không bán. Đó. Rồi cái sườn này khá là đẹp nha, hôm kia mà cũng có nhiều bác hỏi, hôm nay cũng cái sườn này xây đẹp hơn, xây được rồi luôn. Và 4952, nếu mà biết nào ưng giá là rẻ hơn luôn, rồi bác nào giá đầu năm là rẻ hơn luôn, bác nào mà thấy ưng được alo con ha. Rồi con xin chào các bác, chúc các bác một năm mới thật là dồi dào sức khỏe nha, tiền vô như nước luôn. Còn cho mấy bác có tiền mua xe cho con nhiều nhiều vô nữa, con sống. Rồi, con xin chào các bác.